Minh Đường Tử Vi xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày Đinh Mão tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lô trung hỏa kỷ tuổi Tân Dậu Quý Dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi và Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dân Nhật thời đức tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày kim đường hoàng đạo tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao phi ma sát kỵ về giá thú, nhập trạch, sao quả tú kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết ngày 9 tháng 1 năm 2023 nhé. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới, cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu tác động. Đây có thể là nguyên nhân gây nên không ít sóng gió trong ngày hôm nay của người tuổi Tý. Đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, điềm báo tử vi cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò, cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc kịp tiến độ. Lời khuyên dành cho những chú chuột là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội phản ứng gay gắt, bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu bụng. Đối phương luôn cố gây hấn, chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu và gây bất lợi cho bạn. Ngày thủy sinh mộc, bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình cảm.
Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất. Bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn. Câu quyết trong ngày thứ hai dành cho người tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh kim, vận trình nhiều sóng gió, sự nghiệp lao đao. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, đề phòng tiểu nhân xuất hiện, gây cản trở tiến độ. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh để hạn chế rắc rối. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, nóng nảy chỉ càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, tình cảm bình yên, khó khăn luôn bên cạnh, động viên, cổ vũ cho nhau. Đánh giá các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 19 và số 98. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng và màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn và tuổi Thân. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Sửu. Vận trình đầu tuần mới, thiên tài chiếu mệnh mang đến cho người tuổi Sửu một ngày tài lộc vượng phát. Nhờ vậy, bạn không còn phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, thậm chí còn có người cho thêm tiền. Người làm công ăn lương, nếu chịu vất vả một chút thì bằng tài lẻ của mình có thể kiếm được thêm công việc bên ngoài, tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh, buôn may bán đắt, thu nhuận thu về cũng cao hơn nhiều, nên thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường để kịp thời đổi mới, thu hút nhiều khách hàng hơn. Mộc thổ xung khắc cho thấy bạn sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình cảm, trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm đến chuyện hai người. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, tài lộc vượng phát, không còn nỗi lo về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, có người được cho thêm tiền. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, người làm công ăn lương, kiếm thêm thu nhập bằng nghề bên ngoài. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, người làm kinh doanh, buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về cao hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, gặp phiền muộn trong chuyện tình cảm. Về đánh giá các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 45 và số 77. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dần. Tử vi con 12 con giáp nhận thấy cục diện tam hội mang đến cho người tuổi Dần những cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao, tăng khả năng gặp được quý nhân. Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển thuận lợi, thậm chí nếu có khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ. Hơn nữa, quan hệ xã giao hài hòa mang lại cho bạn sự lạc quan, tin yêu cuộc sống. Nhờ đó, chuyện tình cảm của bạn cũng tốt đẹp hơn. Người độc thân đừng có quá kén chọn, hãy mở lòng ra, bạn sẽ nhất định chọn được người phù hợp. Hãy cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm với bạn. Tuy nhiên, kiếp tài nhập cục lại cảnh báo về nguy cơ mất tiền của những chú hổ. Đừng chỉ mãi quan tâm đến chuyện tình cảm mà bỏ mặc mọi thứ bạn nhé. Bạn có thể sẽ đánh mất cơ may kiếm tiền của mình vì quá mải mê cho chuyện tình cảm đó. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, có cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Bính Dần,
mệnh hỏa, sự nghiệp phát triển thuận lợi, khó khăn được giúp đỡ kịp thời. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, quan hệ xã giao hài hòa, mang đến sự lạc quan, yêu đời. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, người độc thân đừng quá kén chọn, hãy mở lòng ra. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, đề phòng nguy cơ mất tiền, cẩn thận trong quyết định tài chính. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn là số 11 và số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đen và màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mão. Ngày Tỷ Kiên xuất hiện, người tuổi Mão có thêm sự quyết đoán và kiên trì để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Khi bạn đã tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn. Bản mệnh có ý chí, có quyết tâm, hãy cứ tin vào năng lực của chính mình. Đường tài lộc trong ngày hôm nay không có nhiều biến động. Nguồn thu nhập hiện tại của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Cho nên, nếu muốn tăng thêm thu nhập, người làm công ăn lương có thể mạnh dạn tìm kiếm những việc làm tay trái ngoài giờ. Chắc chắn sẽ bận rộn hơn, nhưng bù lại bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Ngày mộc khí vượng, đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú mèo dễ bị sa sút. Bản mệnh cần phải đặc biệt đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của mình, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, có thêm sự quyết đoán và kiên trì tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, hãy cứ tin vào năng lực của chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, tài lộc không có nhiều biến động, thu nhập chủ yếu từ công việc chính. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, người làm công ăn lương có thể mạnh dạn tìm kiếm việc làm tay trái ngoài giờ. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 34 và số 55, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường là màu trắng và màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mùi và tuổi Dậu. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thìn. Mão Thìn tương hại cho thấy người tuổi Thìn có thể vấp phải không ít chuyện rắc rối trong ngày hôm nay. Họa thị phi rình rập, nhiều chuyện rối ren có thể xảy ra nhưng bản mệnh khó bề kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và cả công việc của những chú rồng. Bù lại, thứ hai này, bản mệnh lại được chính tài nâng đỡ nên không cần phải tính toán quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy trong ngày có nhiều chuyện đau đầu phát sinh, nhưng con giáp này sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Tiền bạc tự theo nhau về nhà. Mộc khắc thổ cho thấy những suy nghĩ áp đặt, cứng nhắc của bạn có thể sẽ đẩy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đi vào vực thẳm. Đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng mà gạt bỏ quan điểm của đối phương. Bạn cần học cách lắng nghe và trân trọng ý kiến của người ấy hơn. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, họa thị phi rình rập, nhiều chuyện rối ren xảy ra. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, danh tiếng và công việc bị ảnh hưởng không nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, không cần phải tính toán quá nhiều về vấn đề tiền bạc.
Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, nhanh chóng giải quyết được những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, những suy nghĩ áp đặt, cứng nhắc có thể đẩy tình yêu đi vào vực thẳm. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 19 và số 69. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần và tuổi Thìn. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tỵ. Dưới tác động của thương quan, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng vì thế mà không được thuận lợi. Dường như bạn vẫn chưa nhìn ra được vấn đề mình đang gặp phải nên vẫn mông lung, làm những việc không cần thiết. Bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm để chỉ ra những điểm, những mặt mình còn thiếu sót, từ đó kịp thời bổ khuyết. Nếu bạn đang mong chờ một cơ hội cải thiện thu nhập hiện tại của mình, thì có lẽ hôm nay vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn đâu. Thậm chí nếu cứ háo thắng, sốc nổi đầu tư mà không tính toán kỹ, bạn có thể trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi xương máu mà mình đã vất vả làm ra. Ngày hỏa sinh mộc, tình cảm của con giáp này giữ ở mức bình ổn, không sóng gió nhưng cũng chưa thực sự thăng hoa. Đường tình yêu của người độc thân có xu hướng khởi sắc hơn cả. Không cần phải đi đâu xa, xung quanh bạn, những người bạn tiếp xúc hàng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn sẽ mang lại sự bất ngờ trong tình cảm dành cho bạn. Câu quyết trong ngày thứ hai cho người tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, vận trình công danh sự nghiệp không được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, chưa nhìn ra được vấn đề mình đang phải gặp phải để tìm cách khắc phục. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, có thể nhờ tới sự trợ giúp, chỉ điểm của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, tránh đầu tư mù quáng do nóng vội, sốc nổi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, tình cảm bình ổn, người độc thân có phần khởi sắc rõ ràng hơn. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 36 và số 77. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Ngọ. Cục diện tương phá xuất hiện trong tử vi thứ hai của người tuổi Ngọ là điềm báo tiểu nhân đe dọa vận trình hôm nay của bản mệnh. Có kẻ ném đá giấu tay hãm hại bạn chỉ vì sự đố kỵ. Đường tiến thân của con giáp này ngày càng trở nên bấp bênh do có quá nhiều lực cản. Nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước càng bị cạnh tranh mạnh. Bù lại, được thực thần che chở, vận trình tài lộc của những chú ngựa vẫn có cơ hội khởi sắc rực rỡ. Đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, không vướng phải trở ngại. Tài lộc cứ thế kéo theo nhau đổ về nhà. Ngũ hành tương sinh là điềm báo tình duyên của mệnh chủ diễn tiến như ý. Người tuổi Ngọ hôm nay nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình, hâm nóng tình cảm sau những tháng ngày bận rộn khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, đề phòng có kẻ ném đá giấu tay, hãm hại chỉ vì sự đố kỵ. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy,
đường tiến thân ngày càng trở nên bấp bênh do có quá nhiều lực cản. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, vận trình tài lộc khởi sắc, đặc biệt là người làm kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, buôn bán suôn sẻ, tài lộc cứ thế kéo theo nhau đổ về nhà. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, tình duyên diễn tiến như ý, nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 22 và số 57. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá và màu da cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân và tuổi Tuất. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mùi. Dưới sự che chở của tam hợp, công việc của người tuổi Mùi vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh tìm được con đường phù hợp phía trước đúng với những gì mình mong đợi, phát huy hết khả năng, nỗ lực không ngừng nghỉ để đi đến thành công. Ngày này cũng rất thích hợp để những chú dê tiến hành các kế hoạch đàm phán hợp đồng, hợp tác làm ăn, tăng tài, tiến lộc. Lại thêm thiên tài hỗ trợ, cơ hội kiếm tiền làm giàu trong ngày hôm nay của bạn không nhỏ chút nào. Các thần vây quanh sẽ trợ lực rất lớn để tài chính của bạn nhanh chóng đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, thổ, mộc, xung khắc cho thấy bạn khó tránh khỏi những tranh luận với một nửa của mình. Nếu nóng tính quá và không kiềm chế được trong các cuộc tranh luận, hãy chọn một dịp khác để trò chuyện và nhìn nhận lại, thay vì cố gắng bảo vệ đến cùng quan điểm ngay lúc đó. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, công việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, tìm được con đường phù hợp để phát huy hết khả năng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, ngày thích hợp để tiến hành đàm phán hợp đồng, hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, cơ hội kiếm tiền làm giàu trong ngày khá cao. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, khó tránh khỏi những tranh luận với một nửa của mình. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 14 và số 91. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu xám và màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão và tuổi Tỵ. Tử vi tuổi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thân. Chính quan xuất hiện trong hôm nay chính là các thần hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân. Con giáp này cần tranh thủ cơ hội để cố gắng, nỗ lực thể hiện khả năng của mình, nhờ thế mà đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Điều này khiến cho cấp trên có cái nhìn thiện cảm với những chú khỉ và có ý định sẽ thử thách bạn thêm bởi những trọng trách mới trong thời gian tới. Đây là cơ hội tốt để bạn mệnh chứng minh được năng lực thực sự của mình và giành lấy vị trí xứng đáng. Đừng ngần ngại, cũng đừng sợ thất bại mà hãy tự tin và cố gắng hết mình. Kim khắc mộc khiến chuyện tình cảm vì thế có thể sẽ gặp phải rắc rối. Do quá để tâm tới công việc, bạn mệnh có thể thất hứa với người ấy, khiến cho đối phương cảm giác hẫng hụt và thất vọng vì không được coi trọng như thuở mới yêu. Nếu cần thiết, hãy giải thích cụ thể về sự bận rộn gần đây của bạn, chứ đừng lẳng lặng làm mà mọi thứ không thông báo với người ta một câu nhé. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, được các thần hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp.
Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, cần phải tranh thủ cơ hội để cố gắng, nỗ lực thể hiện khả năng. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, giành được cái nhìn thiện cảm của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, đừng sợ thất bại mà hãy tự tin và cố gắng hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối do công việc chiếm hết thời gian. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 45 và số 69. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng kim và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dậu. Ngày Mão Dậu tương xung, người tuổi Dậu gặp không ít phiền não trong tình cảm. Tranh cãi liên miên khiến tình cảm của bạn và người ấy dần phai nhạt. Có thể sau khi tranh cãi, hai bạn nhanh chóng làm hòa, nhưng trong cơn nóng giận, những lời nói ra có thể khiến đối phương tổn thương và trở thành vết thương khó lành. Công việc vấp phải họa thiên quan nên khó mà suôn sẻ như mong muốn. Kẻ tiểu nhân đưa chuyện, dựng nên những lời đồn đại thị phi, sai sự thực nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh để tranh lợi đoạt danh. Điều này gây bất lợi cho người tuổi Dậu trong thời điểm mà bạn đang được cấp trên chú ý. Hung thần thiên quan còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân. Hôm nay, bản mệnh hãy thận trọng với những lời mời hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống. Có những lời đề nghị ngọt ngào, ẩn chứa phía sau là nguy cơ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản đó. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, gặp không ít phiền não trong tình cảm khi tranh cãi xảy ra liên miên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, tình cảm có dấu hiệu phai nhạt khi mâu thuẫn không được tháo gỡ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, công việc sóng gió do tiểu nhân gây họa thị phi, đâm đặt. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, danh tiếng gặp bất lợi trong thời điểm đang được cấp trên để ý. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, đề phòng nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 58. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch kim và màu ghi. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tuất. Lục hợp mang tới cho người tuổi Tuất cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn càng thêm hài hòa tốt đẹp. Người độc thân cũng nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp. Kết thúc đời độc thân không ít niềm vui nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn. Cát khí lan tràn cho thấy hôm nay còn rất thích hợp để tiến hành hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận. Nếu có ý định tự mình kinh doanh thì bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng về thị trường, đồng thời tìm được đối tác làm ăn thích hợp. Đừng chỉ nhìn vào khả năng tài chính của đối phương mà còn phải xem xét về tư cách đạo đức nữa. Với người làm công ăn lương, sự chăm chỉ tích góp bấy lâu của bạn đang dần có những tín hiệu tích cực khi có chính tài tương trợ. Bạn có thể tận hưởng thành quả mà bản thân đã làm ra và hoàn toàn có quyền tự hào về bản thân mình lúc này. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, có cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, người độc thân nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp.
Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, ngày này thích hợp để tiến hành hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, chú ý tìm hiểu kỹ càng thị trường cũng như đối tác hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, người làm công ăn lương, tha hồ tận hưởng thành quả tích góp bấy lâu. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 23 và số 69. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng và màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Dần và tuổi Ngọ. Tử vi thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Hợi. Mão Hợi bán hợp, báo hiệu người tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày thứ hai với nhiều niềm vui bất ngờ về đường tình duyên. Mọi hiểu lầm trước đó của hai bạn đã được tháo gỡ. Sau những sóng gió, cả hai lại càng thêm trân trọng đối phương hơn. Chẳng những vậy, con giáp này còn có một ngày lộc lá đầy nhà. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, quy mô ngày càng lớn mạnh khiến bạn vô cùng hứng khởi và cũng đầy tự tin vào tương lai phía trước. Nếu nguồn vốn cho phép, bạn có thể nghĩ tới chuyện đầu tư sinh lời, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh. Trong công việc, được chính ấn chỉ lối dẫn đường, người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến rõ ràng, dù chỉ là bước tiến nhỏ, không được lớn lắm, nhưng đó cũng là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Câu quyết trong ngày thứ hai này cho người tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh Hỏa, đón nhận nhiều niềm vui, bất ngờ về đường tình duyên. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ, hiểu lầm được tháo gỡ, đôi lứa thêm phần trân trọng đối phương hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh Mộc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, quy mô ngày càng lớn mạnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, có thể nghĩ tới chuyện mở rộng đầu tư sinh lời. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, được ghi nhận những nỗ lực bấy lâu. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn là số 15 và số 77. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Chương trình đến đây là hết. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.